Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, mới đây, Bộ Y tế đã cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 đã có những chia sẻ về lưu ý trước, trong và sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 dành cho phụ nữ mang thai sau đây. 1. Địa điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 cho phụ nữ có thai. Theo quy định của Bộ Y tế, phụ nữ mang thai tiêm phòng vaccine COVID-19 ở những cơ sở có cấp cứu sản khoa như những bệnh viện đa khoa có khoa sản hoặc bệnh viện chuyên khoa phụ sản, không tiêm ở cộng đồng. 2. Những vaccine COVID-19 sử dụng cho phụ nữ mang thai. Theo khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới, những vaccine hiện tại đang có ở Việt Nam đều có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai như AstraZeneca, Pfizer, Moderna. 3. Những thai phụ được tiêm phòng vaccine COVID-19. Phụ nữ mang thai khỏe mạnh bình thường, không bị cảm sốt hay gặp tình trạng gì thì có thể tiêm phòng COVID-19. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên đều có thể tiêm được vaccine phòng COVID-19 và không có giới hạn thời điểm cuối cùng có thể tiêm phòng. Sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật đã được điều trị, kiểm soát tốt, vẫn có thể tiêm phòng vaccine COVID-19. Những người đang trong quy trình thụ tinh ống nghiệm IVF như kích thích buồng trứng, chuẩn bị nội mạc tử cung, chuyển phôi vẫn có thể thực hiện tiêm chủng. Đặc biệt, những phụ nữ vừa tiêm ngừa xong và phát hiện có thai thì những người này vẫn có thể tiếp tục dưỡng thai không bắt buộc phải bỏ thai. 4. Lưu ý trước khi tiêm chủng. Ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, giữ tinh thần thoải mái. Chủ động thông báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe cá nhân như tình trạng sức khỏe hiện tại như có đang bị sốt, mắc các bệnh cấp tính hay không, các bệnh mạn tính đang mắc phải hoặc đang điều trị, các thuốc liệu trình điều trị đang hoặc đã sử dụng gần đây, tiền sử dị ứng hoặc phản vệ bất kỳ với tác nhân nào, tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng vừa qua, các vaccine đã tiêm hoặc uống trong vòng 14 ngày qua. 5. Lưu ý trong tiêm chủng. Trong buổi tiêm, cần tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế, đeo khẩu trang, tấm che giọt bắn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét đối với bất kỳ ai, trừ với cán bộ y tế, tránh chạm vào các vị trí người tiếp xúc, khi ngồi cần quay mặt cùng hướng với cán bộ y tế. 6. Lưu ý sau khi tiêm chủng. Ở lại cơ sở y tế 30 phút sau khi tiêm để được cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu sau tiêm. Khi về nhà, chủ động theo dõi sức khỏe bản thân 3 tuần sau tiêm. Vẫn thực hiện thông điệp 5K sau tiêm. Nếu thai phụ sốt sau tiêm, có thể dùng thuốc hạ sốt cho phụ nữ mang thai như paracetamol 500mg, tránh dùng các loại giảm đau chứa codeine vì không tốt cho thai nhi. Bổ sung nước, cung cấp thêm vitamin C, A cho cơ thể, ăn đầy đủ và đa dạng thực phẩm, nạp đủ các món nhất là thịt, cá, trứng sữa, các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây tươi. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu đã có thêm những thông tin hữu ích và bớt lo lắng phần nào khi quyết định tiêm phòng vaccine COVID-19. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!